Hello, chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay mình mới về được một cái máy mài đa nước của Ryobi mã FG18 nha anh em. Cái này thì mình bán khá là nhiều rồi. Hôm nay về được thêm một cái để mình quay xung quanh cho anh em coi cái ngoại hình của nó ha. Máy này còn rất là mới, anh em thấy cục đá còn nguyên không, họ chưa có xài gì hết trơn nè. Đó. Còn rất là dày ha. À, chỗ này cái miếng nhựa nó bị bể chút xíu nè, nó bị mẻ một miếng nhưng mà không ảnh hưởng gì hết. Nha, Ryobi FG18 đá là 180, bản rộng là 70 và dày là 20 mm. Vì thì cái dòng tua nó là 400 vòng một phút nha anh em. Hàng này là gia công tại Đài Loan nha, hàng nội địa Nhật gia công tại Đài Loan, xài điện 100V nha, 100 hoặc 110 100V, công suất là 125W. Máy này còn rất là mới nha anh em. Đó. Rồi bây giờ mình sẽ test đá trực tiếp, mài trực tiếp cho anh em xem luôn. Mấy cái máy này nên test trực tiếp cho anh em dễ thấy ha. Anh em bây giờ mình sẽ test mài dao trực tiếp ha. Trước tiên thì trước khi mài anh em nên tưới nước cho cái cục đá nó thấm nước đi. Cục đá thô nên nó thấm khá là lẻ ha. Đá này có rít là 1000 nên nó thấm nước. Anh em để cho nó thấm rồi cái là mình mài được liền à. Nhanh lắm. Không thấm nè. Anh em nào muốn chế cháo thì làm thêm cái két nước, còn không thì nhiễu nước lên mài như cái đá mài tay của mình thôi. Rồi, vậy là mài được rồi đó. Dao bãi ha. Mài thôi. Máy này nó có hai dòng tua nha anh em, xuôi với ngược luôn. Máy chạy rất là êm nha. Thấy không? Ăn đường thép sáng giới luôn. Dài đường là bén đủ xài. Rồi xong, ngon lành. Ok cho anh em, rất là dễ dàng ha. Máy này mài rất là dễ dàng, rất là nhanh bén. Chỉ một viên đá và kèm theo cái tốc độ quay của máy thôi à,
cắt giấy ngọt sớt như vậy là đủ xài rồi ha. Đó, rồi anh em nào mua hàng thì liên hệ với mình nha. Máy này mình bán với giá là 2.400.000 bao ship nha anh em, 2.400.000 bao ship nha. Và anh em nào mua thì vui lòng chuyển khoản cho mình nha, mình không có ship siêu đi. Hàng này cái máy là mình phải mua cái thùng xốp mình đóng vô nữa, không có ship siêu đi nha. Rồi cảm ơn anh em đã xem video của mình, nhớ đăng ký kênh để theo dõi những video tiếp theo. Bye bye và hẹn gặp lại.